Nào, nấm lùn, xách cái mông lên và đi du lịch thôi nào. Mẹ và nấm lùn đang đi du lịch rồi. Mình phải tìm cách để được đi du lịch cùng với mẹ. Nhanh lên mẹ ơi. Đi thôi nào, để xem nào. Ôi, nặng quá, cuối cùng cũng đã xong rồi. Ok, đi thôi nào. Một đống đồ chơi của nấm lùn. Chai nước, ngồi đây nhá. À đúng rồi, mình sẽ leo lên cốp xe của mẹ. Đóng cốp xuống, chúng ta cùng lên đường nào. Vậy là chiếc xe mang theo mình đã lăn bánh. Ngồi ở cốp đằng sau công nhận vẫn rất rộng rãi và thoải mái mà. Xe vừa tới nơi, mẹ mở cốp xe ra, ngay lập tức mình lao ngay ra bên ngoài. Trong khi đó, mẹ không hề biết gì, vẫn hồn nhiên lấy đồ đạc ra bên ngoài như bình thường thôi. Vui quá, tắm mát thật đấy. Ái chà, tắm sướng thật, lại có đồ ăn nữa kìa. Sao mà buồn ngủ thế nhở? Nằm đây làm một giấc mới được. Cơ hội của mình tới rồi. Mẹ thì đang nằm ngủ, há hết cả mồm. Nước bọt thì chảy, ướt hết cả ghế. Tấn công đồ ăn của mẹ thôi. Uầy, sao mà ngon thế. Nấm lùn nó đang ngủ. Ăn thôi, chén thôi. Sao mà ngon quá trời vậy. Âm thanh gì vậy? No quá rồi, chuồn thôi. Sao đồ ăn lại đổ hết thế này? Nấm lùn, cái con này. Sao, có chuyện gì vậy mẹ ơi? Lên xe thôi. Dám ăn phụ này, tại sao ăn phụ? Ăn no rồi lại buồn ngủ là một giấc thôi. Quái lạ, rõ ràng mình đang ở trên ô tô cơ mà. Sao bây giờ lại ở đây nhỉ? Trời ơi, mẹ đâu rồi? Sao con lại ở đây? Mẹ mình đang cho mình đi coi mắt đây nè. Mẹ sẽ dẫn con đi ra mắt người yêu. Không, con không thích đâu. Vậy là mẹ mình cho mình xem 47-49 kiểu ảnh của em tắc ngơ nào đó. Làm mình thèm, dợt hết cả dại. Mình hí hửng chạy ra ngoài sân, xem ngôi nhà mà bố dựng cho mình ngày hôm qua. Trời ơi, mới hắt xì hơi đã đổ toang nhà rồi. Ngáo ơi, lên xe đi nào. Xe gì mà xấu như ông già 70 thế này. Đấy, xe của họ đẹp như thế kia cơ mà. Mẹ cũng muốn lắm, nhưng mà lấy đâu ra tiền. Đúng rồi, mẹ nên mua xe mới đi. Mà giới thiệu với hai người, con chuẩn bị mở salon bán xe đấy nhá. Hello. It's me. Vậy là hôm nay mẹ dẫn em ấy tới nhà mình. Hai ánh mắt chạm nhau. Sao lại dẫn tới giờ này? Nhà cửa còn đang bừa bộn quá đây này. Ồ, vậy hả? Bố mẹ cứ an tâm, để con dọn dẹp trong vòng 1 phút là xong ngay thôi mà. Bố ơi, xong rồi đấy. Ôi trời, cái gì rơi đấy nhỉ? Vãi cả nồi,